Em xin chào tất cả mọi người. Bây giờ tụi em xuất thuyền đây. Tụi em sẽ đi dạo thuyền này. Nó gọi là thuyền long tail boat, là thuyền cái đuôi dài á mọi người. Rồi, xuống được tới nơi rồi mọi người. Xin chào tất cả mọi người. Tất cả tụi em đang trên một cái thuyền gọi là thuyền long tail boat, là thuyền đuôi dài hả chị? Đây là một chiếc thuyền mà rất là đặc trưng của Thái Lan. Thì hôm nay là tụi em đã giữ được Ngọc Anh, chị Ngọc Anh và anh Đình Bảo để đi chung với tụi em. Để bây giờ mình sẽ khám phá cái canal ở Thái Lan. Như quý vị biết là ở Thái Lan á, thì cái hệ thống sông rạch của nó đó là một trong những cái điều nó rất là thiết yếu trong cuộc sống của người dân của Thái Lan. Và chẳng những như vậy, nó là còn một trong những điểm mà thu hút khách du lịch nhất ở Thái Lan mỗi khi mà đến thăm những nơi như là Bangkok. Thì cái hệ thống sông rạch này thì ngày hôm nay tụi em sẽ đi khám phá. Thời tiết hôm nay như thế nào nhỉ? Tuyệt vời. Tuyệt vời luôn ấy. Không nóng quá mà không mưa. Cái này may nhất là không mưa. Dạ. Thế nhưng mấy ngày trước có mưa đúng không? Dạ, mấy ngày trước thì có mưa. Mà hôm nay thì không có mưa và trời rất là mát. Mà cái chính là chị cảm giác rất là vui ấy, là bởi vì chị quay trở lại cái tour này. Bởi vì ở đó cái đây là khoảng thế nào 3 năm trước chị với anh John đã đến đây này, và đi vòng vòng hết khắp đây rồi, thích lắm. Mà không nghĩ là hôm nay lại có cái cơ hội mình đi lại được như này. Dạ, chị Helen với anh Đình Bảo có bao giờ đi cái thuyền này mà đi cái canal này bao giờ chưa? Bảo tới Thái Lan lần này là được lần thứ 3 đúng không? Lần thứ 3, nhưng mà đây là lần đầu tiên được đi cái đi thuyền. Thật sự là tới Thái Lan đó, ngoài việc là coi một cái show rất là hoành tráng lộng lẫy của Paris by Night thì chúng ta còn có những cái activity khác nữa, giống như là đi thuyền hoặc là thưởng thức những cái món đồ ăn của Thái Lan rất là ngon, và đi chùa đúng không? Yeah. Đi chùa, những cái đền chùa rất là lộng lẫy. Bảo là hôm nay mới bắt đầu lần đầu tiên được đi chùa Thái Lan nên đang rất là háo hức. Thưa quý vị, mà quý vị biết thường thường á là đi chùa mà mình đi xe với mình đi bộ là chuyện bình thường quá đúng không? Cái chùa nên thế nào là mình phải đi bằng thuyền hoặc là ghe cho nó đúng kiểu. Nhưng mà đặc biệt là cái thuyền này rất là đẹp, một cái thuyền rất là dài bằng gỗ mà nó có cái mũi nhọn lên nữa. Đây là the first time vào đi cái thuyền này Thái Lan, khá là đẹp nha. Yeah. Mà quý vị biết không, nếu như quý vị mà qua Thái Lan đi cái thuyền này á, thì hồi nãy á Ngọc Hân có xài một chiêu. Nhưng thưa quý vị, tiếng Anh nó gọi là negotiation, tiếng Việt nó gọi là trả giá. Thì họ nói là 900 baht một người. Họ nói là 900 baht một người. Cái thuyền này nó sẽ có 3 size, cứ cho 10 người, 15 người hoặc là 20 người. Thì cái thuyền này đi bao nhiêu người cái giá vẫn như vậy, tại vì nó tính theo đầu người chứ nó không có tính theo là mình bao nguyên một cái thuyền. Thì tính ra nhóm mình thì nó tính là 7.200 trong cái thủ quỹ bộ dưới không trả giá được. Bà Hân bên Mỹ về trong cuộc đời chưa bao giờ trả giá. Tại sao? Xót tiền cho trung tâm. Tại vì biết sao quý vị, tại vì á là người ở Mỹ chưa bao giờ trả giá cho nên là mới dám trả giá như vậy, chứ còn là người ở Việt Nam qua thì chắc chắn là không dám trả cái giá đó. Nhưng mà nói chung là rất là vui mọi người ơi, tại vì mình đi trên sông này thì bây giờ mình sẽ được ngắm những cái cảnh nó hai bên sông quay, này quay nè. Mấy cái cảnh chị, dạ. Mấy cái hàng cây đẹp đó đây nè, thì mình sẽ ngắm cảnh hai bên sông, xong mình sẽ đi qua những cái địa điểm du lịch nổi tiếng ở Bangkok Thái Lan này. Những cái địa điểm mà mình chọn để ghé thăm á là những cái ngôi chùa rất là nổi tiếng của Bangkok Thái Lan. Thì vừa rồi trước ngạn mà chị Duyên đã đi chùa Bình Minh rồi, tức là Wat Arun rồi nè, đi một vài ngôi chùa rồi. Thì lần này mình sẽ khám phá những ngôi chùa ở Việt Nam, là ở Thái Lan này, thì là cái một cái địa điểm, những cái địa điểm văn hóa nổi tiếng nhất là chùa. Vừa rồi anh Bảo chưa đi chùa nào, thằng anh Bảo? Chưa, thì Bảo chưa đi chùa Thái Lan nào hết. Và đây là lần đầu tiên đi khám phá những ngôi chùa lộng lẫy Thái Lan mà nhiều người đã khen ngợi từ rất lâu. Và đặc biệt là đi chùa bằng một cái ghe rất là đẹp. Ngồi ở đây không những là không cảm thấy nóng mà lâu lâu còn nước nó tạt mặt nữa, cảm thấy rất là mát đúng không? Đúng, nhưng mà không biết nước này sạch không? Về mà nói mộng cái là vô mình lắm với nhau với gì? Không, nhưng mà người ta đánh nước là tiền vô đó. Tạt cho mặt em đi, tạt cho mặt em đi. Nước thôi, tạt cho mặt em đi. Hai đứa mà muốn nhiều tiền nữa đi nhận hạt của nó luôn đi.
Không, nhưng mà ở đây cũng có nhu cầu sống gì thì em không biết bơi chị ạ. Ở đây em đoạt đá nó cũng lên rất là nhiều cho nên là nước này rất sạch nha. Mà em nghĩ tại vì vòng vòng này có rất là nhiều ngôi chùa đó anh. Yeah, thì người ta phóng sinh. Người ta phóng sinh với lại người ta hay cho cá ăn nữa. Đúng rồi. Thành ra cá nó kéo tới á, nó ở trong vòng vòng xung quanh này rất là nhiều. Tại vì nó biết nó không có bị ấy mà nó còn được trao nữa. Không phải mấy cái bến như thế kia kìa, đều là có chỗ người ta bán đồ ăn cho mình, cho cá ăn đấy. Kìa những cái chùa lá nhỏ 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 như vậy á. Người ta cấm không được câu mà. À, cấm không được câu cá. Người ta nuôi cá, thành ra là cá thì đây là những nơi mà cá mà kéo tới. Ôi mọi người nhìn kìa, có thò tay ra đây được không? Ô mát quá, mát quá, mát quá, mát quá. À, sang đi, sang đi cho chị. Yeah. Hình như là em thấy thuyền từ từ chậm lại. Ủa mấy cái thuyền, ô nó mấy cái thuyền nhỏ nhỏ này người ta sẽ chèo ra người ta bán chợ nổi nè. Cá sô. Bán mú, bán nón. Cá sô. Đó là người ta kéo mình vô vậy đó. Người ta đi bán là người ta sẽ kéo mình vô nếu mà người ta muốn chào mời món hàng nào ấy. Nón của tụi mình mà. Nón của Việt Nam. Ở đây bán nón lá mọi người. Từ mình từ Việt Nam qua Thái Lan để mình mua nón lá đem về. Sorry. No, thank you, Captain Car. Mà đặc biệt nha, người Thái Lan ở đây người ta dễ thương lắm. Ví dụ người ta kéo mình vô hoặc là người ta sẽ cho mình chụp hình. Người ta cho mình chụp hình lưu niệm này nọ nhưng mà mình không mua, người ta cũng rất là vui vẻ. Đúng rồi. Người ta rất là nhiệt. Dạ. Hiếu khách nữa. Hiếu khách nữa. Chứ còn nhiều chỗ mà thử mà mình thử đủ kiểu thì mình chụp hình này nọ mình không mua là thấy rộ liền. Ở đây thấy được người dân thế nào? Chị nghĩ là thế này này, mình phải hỏi là vì sao người ta được như vậy. Thì chị nghĩ thế này có đúng không nhá? Chị nghĩ là bởi vì người ta sống trong một cái quốc gia là lấy Phật giáo làm gốc nhiều ấy. Tức là đạo chủ. Họ luôn luôn biết cúi mình ngay từ lúc còn nhỏ ấy. Đi đâu cũng chào như này. Tức là cái sự hâm mộ của họ nó rất là rõ. Tức là họ không có sự sân si nhiều, họ luôn luôn được giáo dục nó tốt từ ngay từ nhỏ. Thì chị nghĩ là những cái đấy nó rất là hết, rất là work, rất là giúp đỡ con người sống nó tốt hơn là vì những cái đó. Hiểu cách. Tức là họ bản thân họ phải được, từ bên trong thật cơ. Em hiểu không? Từ lành bên tính. Trong. Lành tính. Cái tâm của họ đã được. Là thì họ từ bé là họ theo đạo đạo Phật là ở nước Thái Lan là đạo Phật là đạo chính, là phổ biến nhất. Thành ra là ý chị là Thường Anh là họ cũng như họ tu tâm từ bé. Đúng rồi. Và thậm chí là nếu mà nam thì lớn đến một độ tuổi nào đó thì sẽ được gửi vào chùa để mà đi tu, cạo đầu đi tu để học được cái hạnh từ bi, học được cái những cái tính, những cái tâm lành thiện của đạo Phật. Nên là khi mà cái hành động bán hàng của họ nó rất là wow, dễ thương chưa kìa. Cái hành động bán hàng của người ta đôi khi là người ta chỉ cần nghĩ là đủ sống hoặc là muốn giúp mọi người có cái để mua. Yeah. Chứ không phải là người ta xác định là phải làm giàu không giành giật, hoặc là giành giật để mà bán để mà có cái gì mà phải bán được. Với lại người dân Thái họ cũng rất là respect luật pháp nữa và họ tôn trọng luật pháp và họ cũng rất là tôn sùng cái vị vua của họ. Cho nên là họ cũng cái cách sống của họ cũng khá là ôn hòa. Yeah. Nói chung là mình vẫn thích một đất nước nào mà họ luôn luôn có cái sự tôn kính với bất cứ một cái gì đó thì bao giờ cái đất nước đấy họ cũng sẽ calm hơn, đúng không? Calm hơn. Nhưng mà mình để ý mình vào những khu này là ghe nó cũng tự động nó chạy chậm lại để máy nhỏ hơn, không có làm phiền khu dân cư. Hi John, have you ever experienced this? Yeah, done this few times. Oh, I see. My first time. Oh, very nice. Yeah. Huh? Oh, look at that. A lot of fish. Có nguyên một đàn cá nó vừa mới nhảy lên. Thật sự ở cái canal là rất là nhiều cá luôn á, nhiều lắm. Cũng không ai bảo ơi cái lá đó đó. Trời ơi. Cá xoài đó. Cái lá đó cuốn thịt luộc á. Ăn chanh thịt luộc. Ăn chanh chạm bạc. Ừ, nó ngon lắm. Nó chát chát, chát chua chua ấy. Nói là thèm. Kính thưa quý vị, 30 giây về trước, chị Ngọc Anh và anh Đình Bảo còn bàn tán rất rôm rã về sự thành kính đối với đạo Phật. 30 giây sau, bánh tráng thịt luộc. Bởi vì chúng mình nhìn thấy mấy cái lá. Chỉ vì một cái lá xoài thôi quý vị.
Không có cái gì mà nó thèm bằng cái chuyện là một cái lá chua chua chát chát mà cuốn với lại bánh tráng thịt luộc. Chấm nước mắm. Thật sự á, mình ở Việt Nam với mình ở Thái Lan á, anh bảo mà mỗi lần mình đi ăn mấy cái chỗ rõ ràng, mấy cái chỗ mà cuốn bánh tráng thì mỗi là cái mâm mà rau mà rau mà mang ra đó. Có những loại rau em chưa bao giờ thấy trong đời luôn á. Đúng rồi. Rau khế rồi rau gì nữa ta? Xoài hả? Nhiều cái lá mình không biết tên là gì luôn. Không phải rau mà là lá. Lá khế. Lá cóc nữa. Ồ, lá cóc nhiều, nhiều lắm. Thế là bây giờ cái lá nào mà mình cứ ăn thử mà không chết thì lá hết. Thật sự là ôi đẹp quá. Wow. Ô mọi người nhìn nhìn cái tượng của vị cao tăng ở trên trên đỉnh lên đỉnh nóc nóc ấy kìa. Wow. Wow, có cái tượng lớn thì lớn luôn. Lớn thật là lớn luôn. Mà mặt ngài nhìn từ bi lắm. Chùa này là chùa Wat Ban Khun. Wat Ban Khun. Wat Ban Khun Temple. Wat Ban Khun. Oh my god, cá sấu kìa, quay. Trời ơi, thấy ghé không? Ôi, chỗ con bự kìa, con bự kìa, nó trên bờ kìa, nó đang trên bờ luôn kìa. Có một con cá sấu bự luôn nè. Con kỳ nhông, kỳ nhông, kỳ nhông, kỳ nhông. Kỳ nhông. It's a lizard, it's a lizard. Kỳ đà. Ôi, có cái lưỡi của nó kìa. Kìa, nó. Wow, nó bơi xuống nào, nó bơi xuống chơi mình nè. Bé ơi, chị không có nhu cầu bé thăm chị đâu nha bé. John, don't do that. Ôi, nó chạy lên thuyền kìa. Em nói thiệt với quý vị nha, cái con bò sang, cái con những con nào mà nó trường mà sát đất á, là những con đó em không quen nó và nó cũng không nên biết em nha. Không có vui nha, đừng rủ nó tới chơi nha. Em chơi cúp bế chứ không chơi kỳ nhau nha. Không có vui đâu. Mặc dù là nó cũng có chân ấy mà tại sao mình vẫn sợ đấy nhỉ? Nhìn sợ. Tại vì nó có vảy á chị, nhìn sợ. Với lại cái lưỡi của nó như lưỡi rắn lắm. Mà em sợ rắn lắm. Trời ơi, vui ha. Nghĩa là nó đã đi trên bờ đã đủ sợ rồi mà nó còn biết bơi nữa. Bây giờ em đề nghị vậy nè, ai lên hình đó, chị ăn thì Ngọc Anh mình lên hình đúng không? Mình sắn tay áo lên đi. Tại nếu có đen nó đen đều chứ giờ khúc này nó trắng, khúc này nó đen nè chị. Em đi được mấy ngày rồi chị đã đi được ngày nào đâu. Rồi, lúc mình qua mình trắng đi. Trắng hơn cái này nữa nè mọi người, tự nhiên cái mình mới đi có ngày khúc này trắng, khúc này đen. Xong cái cuối tuần này lên hình mặc áo hai dây cái đen trắng đen đen. Thôi giờ mấy mình sắn tay áo lên đi cho nó đen đều. Chứ khổ. Đó, quý vị thấy tụi em hy sinh vì nghệ thuật không mọi người? Boss ơi, boss có thấy sự hy sinh cao cả của tụi em không? Bây giờ tất cả chúng ta sẽ vào thăm Wat Pak Nam. Kính thưa quý vị, thuyền của tụi em vừa dừng chân ở chùa Wat Pak Nam ở Bangkok, Thái Lan. Thì đây là ngôi chùa có hai vị cao tăng đã đắc đạo, đạo hạnh chứng quả A-la-hán. Theo đạo tu hành của Đức Ca Diếp, tức là một trong hai vị đại đệ tử của Đức Thích Ca Mâu Ni, là Đức Ca Diếp và Đức A Nan, thì thầy trụ trì của ngôi chùa này, thầy đã viên tịch rồi, thầy là vị cao tăng đầu tiên chứng quả A-la-hán, và người chứng quả A-la-hán thứ hai đó chính là đại đệ tử của vị cao tăng này. Thì bây giờ tất cả chúng ta sẽ vào bên trong tham quan chùa Wat Pak Nam, là một nơi rất là linh thiêng tại Bangkok, Thái Lan. Đi thôi. Wow, cả quá trình luôn kìa. Wow. Vừa cả chim lại vừa cả cá. Mà ở đây là mình cái chỗ mình cúng dường nữa. Thưa quý vị, và đoàn chúng tôi hôm nay đã tới ngôi chùa Pak Nam, ngôi chùa được xây dựng 400 năm trước rồi quý vị, một ngôi chùa cổ 400 năm trước, và ở đây có một cái bức tượng Phật rất là cao, 69m và bề ngang là 40m, đặc biệt là được làm bằng đồng nguyên chất thưa quý vị. Bức tượng lớn như vậy mà làm bằng đồng nguyên chất, quý vị thấy không? Mà em thắc mắc là một bức tượng lớn như thế là khi mà đặt ngài an tọa xuống đây thì phải biết bao nhiêu công suất anh bảo nhỉ? Đúng rồi. Mà em nghe nói là như là để cái tiền mà để mà xây dựng, mà chi phí mà có thể mà tôn tượng lên bức tượng của ngài là như là do các Phật tử cúng dường. Toàn bộ là tượng, tiền cúng dường. Tượng này là mọi người hoàn thành là năm bao nhiêu em biết không?
em cũng không rõ, đây có bạn nói nè. Chị Ngọc Anh, chị hỏi là bức tượng của ngài là xây dựng xong năm bao nhiêu. Thì thưa quý vị, tụi em chạy lại đây thì ở đây có thông tin á là đúc từ năm 2017 và hoàn thành vào năm 2021. Là mới cách đây có mấy, 2 năm hả? 2 năm thôi. 2 năm. Và cái điều mà tuyệt vời nhất á, Ngọc Anh thấy đó, đó chính là tượng thì đúc bằng đồng nguyên khối, nhưng trái tim của ngài là đúc bằng vàng nguyên khối nặng 6kg. Là trái tim của ngài là đúc bằng vàng. Và tượng này thì nặng sơ sơ là 741 tấn. 741 tấn. Cái khối mà xây dựng ở trong đó là 588.2 tấn nè. Rồi cái bề mặt ở ngoài là 153 tấn nữa. Thì tổng cộng là 741.2 tấn. Mình đi lên tòa bảo tháp thì mình phải tháo giày ra mọi người, không có được đi giày lên trên này. Đây là cái hiện trạng mà mình gọi là lúc đi sung sức, lúc giữa ngày tả tơi. Quý vị biết tại vì nó nắng á. Dạ. Mọi người ơi, giờ nóng quá, mấy mình đi mua kem mình ăn nha. Ăn kem dừa nha. Ồ, thấy chữ kem dừa rồi nha, tôi thấy chữ kem dừa rồi nha. Tụi em đi vòng vòng tìm được một cái quán kem dừa mà nghe nói là cái quán này đó là lâu đời lắm rồi. Quán này gọi là bánh tan Hưng Ký. Đường Hưng Ký. Tự dịch tôi không biết đúng không? Bánh như là từ năm 1941 đúng không? Dạ. Wow. Dạ, hơn tụi em cũng có mọi người dạ, thương thử. Dạ. Kem dừa. Mọi người ơi. Wow. Kem dừa. Kính thưa quý vị, sau khi ăn hết 80 cái kem dừa thay cơm, thay cơm trưa, tụi em đã quyết định đi về. Nếu mà cũng không ăn phải... cơm nhưng mà ăn cơm dừa chứ không ăn. Ăn cơm dừa chứ không ăn. Thật ra nếu mà không phải diet, cái chuyện để quay hình cho đẹp nên là tôi ăn thêm 2 cái nữa. Nhưng mà thật sự tụi em ăn như vậy thôi, nhưng mà bảo đảm với quý vị là quần áo lần này mang quay show hết dừa rồi. Ăn kem dừa xong mặc quần áo hết dừa. Xong luôn. Nhưng mà kính thưa quý vị, ngày hôm nay đi rất là vui ha. Vui quá luôn. Quá trời vui luôn. Lần đầu tiên đi thuyền của anh Bảo với lại Helen sao nè? Thật sự là thú vị. Tại vì được đi một cái ghe rất là đẹp. Và được đi tham quan những ngôi chùa lộng lẫy với những bức tượng Phật gọi là khổng lồ. Rất là hy vọng được gặp tất cả quý vị khán thính giả của Paris by Night tại Bangkok vào 29-30 này, tức là thứ bảy chủ nhật tuần này đó nha quý vị. Yeah. Nhớ đến Bangkok để mà xem Paris by Night và thưởng thức những cái món ăn thật ngon của Thái Lan cũng như là tham quan những cái thắng cảnh thật đẹp của Thái Lan. Mọi người cố gắng bay qua sớm chút, một khoảng bay qua sớm trước một ngày, xong là trong một ngày đấy thôi, thật ra có thể chạy vòng vòng đi tham quan và ăn uống rồi. Đi đến cái xem show này, tiệm kem này cũng ngon lắm này, tiệm kem này phải nói là rất là ngon. Thật sự là ngon lắm. Show của chúng mình nó rơi vào thứ bảy và chủ nhật là ngày 29/7 và 30/7. Sáng 31/7 là chúng ta lại đông nghịt. Ai là bay về ngày đấy? Dạ. Nhưng mà nếu như quý vị mà bây giờ mình sắp xếp không kịp á thì mình cứ bay qua coi show trước, xong rồi mình ở lại vài ngày cũng được để mình thăm thú Thái Lan. Đó. Bởi vì quý vị biết là cái dịp đó thì người Việt Nam của mình cũng sẽ qua rất là đông. Thì bây giờ nếu mà sau show 31/7 mọi người bay về hết thì mình ở lại mình đi chơi nhiều khi á, mình còn phải xếp hàng lâu. Đúng rồi. Nghe nói là về máy bay thì cũng không phải là mắc đâu. Dạ. Tại vì là mùa này mùa du lịch ấy.
Thì là các chuyến người ta mở thêm, mới mở thêm chuyến. Cảm ơn chị Ngọc Anh và anh Đình Bảo và cả nhà của mình ngày hôm nay đã đi theo tụi em chu du Bangkok, Thái Lan trên thuyền. Thì thuyền thì gọi là thuyền gì ta? Thuyền đuôi dài hả? Nó gọi là long tail boat. Dạ. Cái tên nào mà nó hay ho mà nó băng hoa, nó băng trương hơn là cái thuyền đuôi dài không? Cái thuyền này nó bớt ồn một tí đỡ nhỉ? Nó hơi ồn. Nhưng sao? Mà nó mỗi lần mà nó đi vào khu dân cư thì lại đi chậm lại để cho nó kêu ồn, nó bị ồn. Nhưng mà nếu mà cái máy đó nó không ồn nữa là mình bơi về đó chị. Chị sẽ để cho nó ồn đi nha. Muốn nó không ồn đó thì là đi chơi, đi ghe chèo nha, đi ghe chèo. Đừng có đi thuyền. Cảm ơn quý vị đã theo tụi em, theo chân tụi em chu du một ngày trên thuyền ở Bangkok, Thái Lan. Và xin hẹn gặp lại tất cả các bạn cũng như là quý vị khán thính giả của Paris by Night ở Paris by Night 136 in Bangkok. Xin chào tạm biệt.